Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về cách làm kinh nghiệm của các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy trong lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Tân, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy cho biết, từ năm 2011 đến nay, phần lớn các đảng ủy cấp trên cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm hơn đến việc đề ra giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh khắc phục các hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực hơn trong việc thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và hướng dẫn 09 của Ban tổ chức Trung ương. Ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ được nâng lên, trình độ năng lực lãnh đạo của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được cải tiến, bám sát những vấn đề cụ thể thiết thực. Bên cạnh mặt đạt được, nội dung sinh hoạt của nhiều chi bộ ở một số nơi còn đơn điệu, hình thức. Điều đáng nói, còn hơn 15% chi bộ đảng ủy cấp trên cơ sở chưa thực hiện nghiêm quy định, điều lệ đảng và chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy. Không ít là cấp ủy, các đồng chí cũng còn lúng túng xung quanh vấn đề đó là sinh hoạt chuyên đề. Mình cũng là chưa có gắn với cái nhiệm vụ chính trị và gắn với cái những vấn đề mà thời sự ban thường vụ cấp ủy cấp trên các đồng chí cũng thiếu quan tâm cái việc phân công cán bộ chuyên viên của các ban đảng xuống tham dự sinh hoạt để rồi qua đó hướng dẫn và rút kinh nghiệm để cho thường vụ đó là chỉ đạo. Tại hội nghị, các đảng bộ cấp trên cơ sở đã đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng, trong đó tập trung triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế yếu kém theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Chúng tôi cũng đã tổ chức cái hội thi là bí thư chi bộ giỏi để qua đó trang bị thêm về cái nhận thức giúp cho các cái cấp ủy là rà soát lại việc thực hiện quy định, điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, của đồng chí bí thư. Chủ động là tổ chức là các cái lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy hàng năm, và do là tập thể là ban thường vụ là chúng tôi là đứng lớp. Cái mong muốn là gì, là ngoài gắn với những cái lý luận thì nó phải đi đôi với thực tiễn. Vai trò của chi ủy, cái vai trò của đảng viên chi bộ là phải là người gương mẫu, là phải là người đi đầu tất cả trong các phong trào, đặc biệt là đối với cái lĩnh vực chuyên môn, phải là cái người thực là phải là giỏi về chuyên môn thì chúng ta mới có thực sự là lãnh đạo được đối với các cái đoàn thể chính trị cũng như là cán bộ công chức viên chức ở trong ngành. Một trong những yếu tố được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xác định là mục tiêu trọng tâm nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đó là việc đánh giá kết quả đảng viên phải gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các đồng chí phải căn cứ vào cái chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng và căn cứ vào cái nhiệm vụ chính trị của các cái cơ sở đảng trong cái khối của mình, để mà các đồng chí xây dựng cái tiêu chí, các thực tế để mà ở dưới đó là trên cơ sở đó là cơ sở đảng, anh em mới phấn đấu để làm sao mình đạt cái trong sạch vững mạnh. Và một vấn đề nữa là các đồng chí phải phân công lãnh đạo và chuyên viên của các ban đảng là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và thẩm định. Gương mẫu là một cái phương thức hay là một cái phương thức lãnh đạo rất quan trọng nữa của đảng, nhất là trong những điều kiện mà trong doanh nghiệp hiện nay không phải chỗ nào đó là nhà nước cũng nắm cổ phần chi phối, thì vai trò của người đảng viên để mà dẫn dắt được quần chúng đi theo mình thì cuối cùng nó vẫn tập trung ở trí tuệ, vẫn ở đạo đức, vẫn ở nhân cách, vẫn ở tấm lòng, vẫn là ở sự nêu gương chứ không phải là bằng quyền lực. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng Ban Thường vụ các đảng ủy cấp trên cơ sở cần nghiên cứu xây dựng đề cương hướng dẫn các cấp ủy cơ sở tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đề ra giải pháp nuôi dưỡng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhằm nhân rộng các việc làm hay có hiệu quả, đồng thời duy trì thường xuyên công tác kiểm tra giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng ở các cơ sở đảng trực thuộc.